Xin mời quý chị em lắng nghe những lời khuyên dạy của cha. 1. Cách cư xử mà các nữ tu phải giữ đối với chính mình. Các con phải coi nhau tất cả như chị em, bởi vì tất cả đều có cùng một cha là Thiên Chúa và cùng một gia sản là thiên đàng, cho nên các con phải theo gương các Kitô hữu đầu tiên, chỉ có một lòng, một dạ và một linh hồn. Và cũng bởi vì các con cùng làm một công việc, cùng chung những hướng nhìn, ý định, vì vậy cha hy vọng rằng các con sẽ coi nhau và đối xử với nhau như chị em thực sự, chia sẻ những nhu cầu và những đau khổ của nhau. Những chị em có thì cho những chị em không có. Mọi sự sẽ là của chung giữa các con như giữa các tín hữu đầu tiên. Khi người ta nói rắn với các con, cha muốn người ta gọi các con không phải là chị quý mến, cũng không phải là chị thôi, mà là chị đáng thương. Ngõ hầu, cách gọi nói lên cảnh nghèo khổ và khiêm tốn ấy gây cho các con một tâm tình sâu đậm về sự nghèo khổ và khốn cực thiêng liêng của chúng ta, bằng cách làm cho các con nghĩ bụng rằng chắc chắn vậy, tôi thật đáng thương trước mặt Thiên Chúa, vì tôi không có nhân đức, công nghiệp gì hết, mà đầy hư hỏng và khốn cực, dễ sa vào trăm ngàn đam mê và trăm ngàn khuyết điểm. Cha dâng các con cho chính Chúa hài đồng, các con hãy rất mực sùng kính tuổi thơ của Chúa, hãy thể hiện lòng sùng kính ấy bằng đủ thứ thực hành. Hãy năng đọc kinh cầu Chúa Hài Đồng Giê-xu do cha Hồng Y Pepule đã soạn, mà lặp lại nhiều lần câu này. Hài Đồng Giê-xu là ơn cứu độ các trẻ em. Ước gì các trẻ em sẽ ở với các con không ngừng nhắc cho các con nhớ tới những sự tự hạ của Chúa Cứu Thế đã vì yêu thương các con mà vui lòng trở thành một trẻ thơ bé mọn, kêu khóc, ngọng nghịu như mọi trẻ thơ. Hãy gây cho các học sinh của các con cũng một lòng sùng kính như vậy. Hãy năng nói với chúng về Chúa Hài Đồng Giê-xu và hãy đưa Chúa Hài Đồng ra cho chúng thờ lạy, yêu mến và bắt chước. Hãy năng cầu xin người thương tâm xuống trên các học sinh của các con những ơn phúc và công nghiệp mà các ngài đã thu được bằng những sự tự hạ sâu xa của tuổi thơ ngài. Hãy dâng hiến cho người trăm ngàn lần như cha đã làm trước rồi. Tất cả những trẻ em sẽ được giao phó cho các con. Cha đặt các con dưới sự che chở của toàn thể các thánh và nhất là của Đức Mẹ. Cha đã giao phó cho Đức Mẹ dự án này, cầu xin Ngài vui lòng bên vực cho dự án ấy, cũng như làm bổn mạng cho tất cả những trẻ em sẽ ở trong tay các con. Cha đặt các con dưới sự che chở của các thiên thần lành, nhất là các thiên thần của các con và của các trẻ em. Cha đã cầu xin các thiên thần lay chuyển và đánh đổ tất cả những gì ma quỷ có thể đánh đổ, tất cả những gì ma quỷ sẽ có thể làm để ngăn cản việc thực hiện dự định kia. Cha đặt các con dưới sự che chở của Thánh Gioan Tẩy Giả, vì cha đã xin Ngài dọn đường cho. Của Thánh Giuse là đấng đã được phúc bồng hài nhi Giê-xu trên tay Ngài, và bây giờ đang gần bên Chúa, chắc chắn sẽ quan tâm tới những trẻ em sẽ được dâng cho Ngài. Của Thánh Gioan, của Thánh Martino, các bổn mạng của cha và của toàn thể các thánh, vì cha gửi gắm công việc này cho các ngài. Giả thiết mãi là nó hợp theo ý Thiên Chúa. Cha mời các con cùng cầu nguyện xin các ngài như vậy, để nhờ các ngài cầu giúp mà được Thiên Chúa cho thành công. Hãy năng đọc kinh cầu các thánh theo ý đó. Y phục của các con sẽ đơn sơ và khiêm tốn, sẽ được cắt may sao cho nết na. Y phục ấy sẽ thô sơ và khắc khổ, không có gì hấp dẫn con mắt thiên hạ. Ngõ hầu các con chỉ tìm cách làm đẹp lòng Thiên Chúa. 2.
quy định về nền nếp sống hằng ngày. Các con sẽ dậy lúc 5 giờ, rồi các con sẽ đọc các kinh chung. Trong các kinh chung này, các con sẽ luôn luôn đọc kinh cầu Chúa Giêsu hài đồng. Các con sẽ đọc một đoạn sách Tân Ước, ngắn cũng được, vì như lòng kính trọng đối với Kinh Thánh, bài đọc này luôn luôn là bài đọc đầu tiên, sau đó các con sẽ quỳ mà thờ lạy Chúa Thánh Thần đã linh hứng những điều các con vừa nghe. Xin Ngài ban ánh sáng của Ngài để hiểu những điều ấy và ơn Ngài để đem những điều ấy ra thực hành. Rồi các con sẽ suy gẫm ít nữa trong nửa giờ, hoặc về những điều đã đọc trong Tân Ước, hoặc về một chủ đề khác. Về cách suy gẫm, mỗi người sẽ theo khuynh hướng của mình, bởi vì có rất nhiều thứ nguyện gẫm. Hãy xin Chúa Thánh Thần cho các con được biết Ngài muốn các con theo cách nào. Và chính Ngài dạy cho các con theo cách ấy cho đúng. Nhưng các con hãy tin thật chắc rằng, nếu các con không có chút đời sống bên trong nào, thì không trung tín với việc nguyện gẫm, hành động bên ngoài của các con sẽ ít kết quả và ít thành công, cho dù có vẻ tốt đẹp đến đâu đi nữa. Phần còn lại, buổi sáng sẽ là để dạy học, tham dự thánh lễ và làm việc. Các con sẽ cầm trí lại một khắc đồng hồ trước bữa ăn trưa, liền sau khi đứng lớp, và để cầm trí lại các con sẽ đọc vài câu trong sách Gương Phúc. Trong và sau bữa ăn trưa, các con sẽ nói chuyện với nhau cho đến khi có lớp chiều vào hồi 1 giờ. Các con sẽ bắt đầu lớp học bằng lời cầu nguyện cũng như lớp ban sáng. Đến giờ 3, các con sẽ thờ lạy Chúa Giêsu Kitô chịu chết. Và giờ nào trong ngày, các con cũng sẽ cho trẻ em đọc một vài kinh. Dạy xong, các con sẽ cầm trí lại một lúc nữa, bởi vì sau khi đã lo nhiều cho kẻ khác, rất cần phải trở lại bên trong chính mình. Nếu các con phải đi vài chỗ để thăm người bệnh hay vì những lý do thương yêu khác, các con sẽ đi sau việc cầm trí ấy và sẽ tiếp theo ngay sau các buổi dạy sáng và chiều. Các con sẽ chào những người các con gặp bằng lời ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, và người ta sẽ đáp: ước gì được như vậy mãi mãi đời đời. Các đức giáo chủ đã ban một ân xá cho mỗi lần người ta đọc những câu ấy, và một ân xá lúc qua đời cho tất cả những ai khi sống đã giữ thói quen thánh thiện ấy. Vì thế, các con sẽ cố gắng đưa việc thực hành ấy vào nơi các con ở, và các con sẽ tập cho trẻ em quen với việc ấy. Hãy nhớ là rất cần trở về lại bên trong chính mình để cầm lòng, cầm trí. Khi ra khỏi lớp chiều, các con sẽ đưa trẻ em tới nhà thờ. Ở đó, các con sẽ bắt đầu bằng việc thờ lạy thánh thể, bằng kinh trong giáo lý. Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa trong huyền tích thánh thể đáng tôn thờ. Sau đó, các con sẽ đọc kinh tối. Cuối kinh này, các con sẽ đọc kinh cầu Đức Mẹ và trẻ em sẽ đáp: cầu cho chúng con. Rồi các con sẽ đọc một đoạn sách, vì cha hy vọng nhiều người trong làng sẽ tham dự buổi đọc kinh đó. Có thể cho phép các trẻ nhỏ nhất đọc, nghe đọc không được ít gì, lui về. Sau cùng, các con sẽ lần chuỗi lớn tiếng cùng với nhau và luân phiên, sẽ liệu sao cho cả hai trường nam và trường nữ cùng ra một giờ, để cùng có mặt trong buổi đọc kinh sẽ có chuông báo đó. Trước khi đi ngủ, các con sẽ cầm lòng cầm trí để xét mình về ngày đã qua, rồi đọc kinh ăn năn tội để xin Chúa tha thứ và sửa chữa những lỗi lầm các con đã phạm. Sau đó, các con sẽ đọc bài ca ngợi của Thánh Simeon. Các con có thể đọc kinh phụng vụ của Hội Thánh thay cho kinh tối, nếu các con hâm mộ và tiện đọc kinh phụng vụ. Năm,
những lý do để lấy làm an ủi. Rất có thể là khi các con thấy mình sống trong một làng nghèo và không ai biết, như giữa một miền đất xa lạ, các con sẽ đâm ra buồn chán, cho nên phải sợ rằng trong tâm trạng buồn chán và ngán ngẩm đó, các con bị cám dỗ muốn bỏ nhiệm sở của mình để trở về chỗ các con ở khi trước. Những gì khiến các con quyến luyến chỗ đó, những gì các con đã yêu mến ở đó, đã thấy ở đó, đều sẽ hiện ra trong trí các con với những vẻ đẹp càng thêm hấp dẫn khi cảnh thanh vắng càng làm cho các con buồn chán. Khi đó, hỡi các con đáng thương của cha, hãy nghĩ kỹ rằng tất cả những ý tưởng xâm chiếm các con trong những lúc ảm đạm đó đều chỉ là những chước cám dỗ do ma quỷ thấy các con bền lòng là điều quan trọng biết bao, nên mới làm hết sức để khiến chúng con lìa bỏ công việc của mình, vì nó không sợ gì cho bằng sự bền lòng. Nó sẽ để cho các con bắt đầu mọi sự, nhưng sẽ không có mưu trước nào mà nó không dùng để khiến các con bỏ ngang công việc của mình. Nó sẽ cố thuyết phục các con rằng ở thành phố các con sẽ lo cho ơn cứu độ của mình được hơn, rằng ở đó người ta sốt sắng hơn. Nó sẽ thuyết phục các con rằng khi nào các con ở đó, các con sẽ làm việc tốt lành này. Việc tốt lành nó đáng giá hơn việc các con hiện đang làm rất nhiều. Rằng ở thôn quê chẳng làm được kết quả nào. Còn biết bao nhiêu điều khác nữa, nó sẽ bày ra trước mắt các con để cám dỗ các con, khiến các con nản lòng và xúi dục các con bỏ rơi tất cả. Nếu nó làm được, nhưng các con hãy giữ mình để khỏi xa trước cám dỗ. Khi các con sẽ thấy trí tưởng tượng của mình rối loạn, bị những ý nghĩ như thế ám ảnh, thì cha tuyên bố chắc chắn với các con rằng đó hoàn toàn chỉ là trước cám dỗ, rằng các con không phải suy luận gì về tất cả những chuyện đó, mà phải giao phó mọi sự trong tay Thiên Chúa, không bàn cãi, không đào sâu gì hết. Vì không phải là lúc. Khi ấy, các con không phải làm gì khác ngoài việc làm dịu trí tưởng tượng lại, và khi nào bình tâm lại, các con sẽ thấy tất cả những lý lẽ đã có vẻ đứng đắn lại là những lý lẽ vu vơ nhất. Tuy nhiên, sau đây là những lý do để lấy làm an ủi mà các con có thể suy gẫm trong những lúc đau khổ và buồn chán đó. 1. Nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô đã muốn trải qua trong cơn hấp hối của người và tất cả những nỗi đau khổ bề trong, phiền muộn, buồn chán và lo sợ. Và như vậy là để làm gương dạy cho các con biết can đảm chịu đựng những nỗi đau khổ ấy bằng cách tuân theo ý Thiên Chúa như Ngài và không ngừng cùng với Ngài cầu nguyện. Lạy Cha, đừng cho ý của con mà là ý của Cha được thành sự. 2. Các con hãy nghĩ kỹ rằng lòng đạo đức thật thì ngay cả khi người ta sống tại thành phố không cốt ở chỗ giữ những việc sùng kính này nọ hợp với sở thích mình, mà ở chỗ làm việc bổn phận mình bằng cách làm theo ý Thiên Chúa, ở chỗ chịu đau khổ, ở chỗ không để lòng mình quyến luyến gì hết, ở chỗ từ bỏ chính mình. Thế mà không có vị trí nào tốt hơn cho tất cả những điều ấy, thích hợp hơn để chết đi đối với mọi sự và đối với chính mình, cho bằng vị trí của một người sống tại thôn quê, xa lìa và thiếu thốn mọi sự. 3. Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Thánh Người đã sống ở thôn quê, vì Nazareth đã chỉ là một thị trấn nhỏ, ở đó người ta sống gần như trong làng, cũng đơn sơ và nghèo khó, cũng với những công việc, những bận bịu như vậy. Há chẳng phải là một an ủi lớn lao cho người Kitô hữu là được có cùng một lối sống với Chúa Giêsu Kitô hay sao? 4.
Để làm quen với cảnh thanh vắng của chúng ta, chúng con hãy xem xét Chúa chúng ta đã qua 40 ngày trong nơi hoang địa. Thánh Gioan Tẩy Giả đã qua cả cuộc đời Ngài ở đó. Vô số các thánh đã bỏ trốn đô thị để vào sống trong rừng, trong hang, trong động, trên núi non, xa lìa mọi giao tiếp với thiên hạ, chỉ sống bằng cỏ và rễ cây. Nhưng cũng hãy xem xét để thưởng các ngài, Thiên Chúa đã phái các thiên thần tới và Ngài đích thân an ủi họ bằng ơn Ngài thay cho mọi sự. Ta càng xa khỏi thế gian, ta càng có điều kiện để kết hợp với Thiên Chúa và nhờ nguyện gẫm đi vào một giao tiếp thánh thiện với Ngài. Nếu các con cân nhắc tất cả những lý do trên, các con sẽ thấy rằng chỗ ở của mình trong một làng quê sẽ nhờ một thói quen thánh thiện mà trở nên êm ái, dễ chịu cho mình, như sách Gương Phúc đã nói trong chương về lòng yêu chuộng chốn thanh vắng, nhất là khi các con phải vượt lên trên những khó khăn đầu tiên. 5. Các con hãy nhớ rằng Chúa Cứu Thế đã sống một đời ẩn khuất trong 30 năm, che đậy những sự trốn lánh rực rỡ của người dưới những vẻ bề ngoài hèn mọn và đáng khinh thường của một người thợ thủ công và làm việc với Thánh Giuse. Đến nỗi khi người bắt đầu giảng dạy, người Do Thái quá khinh thường người đã nói với nhau: "Ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ ông ấy không phải có tên là Maria và chị em ông ấy, những bà con gần của Ngài, không phải là những người nọ, người kia mà chúng ta biết và ở giữa chúng ta cả sao?" Ôi, khi ta cảm động vì cuộc sống ẩn khuất đó của một vị Thiên Chúa, thì thật an ủi biết bao là được bắt chước Ngài mà không được ai biết tới và kể như không có. Vậy mà, hơn ở đâu hết, chính là ở thôn quê, chính là ở một xóm nghèo nàn, người ta có thể sống cuộc đời không ai biết tới và rất đẹp lòng Thiên Chúa như thế. 6. Tin mừng không ngừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô đi lại giữa các thị trấn, các làng và các thôn xóm, tức là những nơi nhỏ bé nhất ở miền quê, mà giảng dạy và loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo khó. Loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo khó. Tư cách mà ngôn sứ dành cho Ngài như thế còn là cả một tính cách đặc thù của Đấng Cứu Thế. Hạnh phúc biết bao cho các con là được tận tụy cho cùng một chức năng như của Ngài khi dạy dỗ những kẻ nghèo ở thôn quê. Các con hãy coi chừng, kẻo điều sách Gương Phúc nói lại nên đúng nơi các con. Đó là sự đại diện lớn khiến chăm lo cho kẻ khác mà bỏ bê chính mình. Đó là một bất hạnh lớn xảy tới cho những người nhiệt thành mà lòng nhiệt thành lại không thuần túy. Họ để chính mình hư mất trong khi lo ơn cứu độ cho kẻ khác. Chính là về những thứ người như vậy mà có lời trong tin mừng. Trong ngày ấy, nhiều kẻ sẽ nói với ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa, há chúng tôi đã không nhân danh người mà giảng dạy, mà làm nhiều phép lạ đó sao?" Ta sẽ trả lời chúng: "Ta không hề biết các ngươi." Để tránh khỏi nỗi bất hạnh đó, cần phải bắt đầu bằng việc chăm lo cho chính các con. Các con không được phó mặc mình cho công chuyện bên ngoài, đến nỗi không còn thấy được những gì xảy ra bên trong lòng mình. Các con cần phải sống bề trong, ngay giữa các công việc của mình, vẫn luôn để tầm mắt, tinh thần hướng về Thiên Chúa và về chính mình. Thấy rõ đâu là nguyên lý, động lực khiến chúng con hành động. Chính nhờ cách đó, các con sẽ tránh khỏi sự buông tuồng bề ngoài. Các con sẽ kéo được phúc lành Thiên Chúa xuống trên việc dạy dỗ của mình. Vì các con mà kết hợp với Ngài thì Ngài sẽ giúp các con trong mọi sự.
Ngài có trợ giúp thì các con mới có thể làm được kết quả. Không có ơn Chúa, các con sẽ chỉ làm ít bề ngoài mà thôi. Khi đó sẽ xảy ra cho các con điều đã được nói trong chương 3 sách Gương Phúc. Một tâm hồn thanh khiết, đơn sơ và chung thủy thì không để mình buông trôi trong những công việc bên ngoài, nhất là bởi tâm hồn ấy chỉ hành động vì vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu độ mình. Biết giữ gìn sự bình an và trầm mặc bề trong và thoát bỏ được sự vị kỷ. Hãy rất nghi ngờ sự sáng suốt của các con và đừng cứng đầu cãi lại quyết định của một linh mục, dầu các con tưởng là đã từng đọc hay nghe gì đi nữa, vì cha đã gặp những kẻ cứ nghi là cha đã nói điều cha không hề nói, và những kẻ khác thì đã hiểu rất sai điều cha nói. Huống nữa là khi phải giải thích một đoạn kinh thánh hay một khó khăn nào khác, các con hãy luôn luôn căn cứ vào sự phán đoán của giáo sĩ. Tuy nhiên, nếu vì những lý lẽ đứng đắn, các con thấy vị nào đó đã lầm một cách hiển nhiên mà đưa ra một quyết định sai, các con có thể hỏi ý kiến một linh mục khác. Nhưng hãy tin chắc rằng, mặc dù các con có thể có đủ thứ hiểu biết, các con vẫn rất dễ sai lầm.